Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 30 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cận kề, không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi phố phường và bản làng của tỉnh Điện Biên. Năm nay dù trải qua nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh vẫn được đón một cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời với những phần quà Tết thiết thực, ý nghĩa. Do có sự chủ động nguồn hàng từ ngành công thương và các địa phương doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nên hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được đáp ứng, không xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hàng, chất lượng hàng hóa cũng được đảm bảo. Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng, kéo theo đó là số người nhập viện do say rượu bia gây tai nạn giao thông hay ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã cận kề, không khí xuân đang tràn ngập khắp mọi phố phường và bản làng của tỉnh Điện Biên. Năm nay dù trải qua nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, song nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh vẫn được đón một cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời với những phần quà Tết thiết thực, ý nghĩa. Tính đến hết ngày 29 tháng 1, tức ngày 27 tháng Chạp, hơn 40.000 phần quà Tết với trị giá gần 20 tỷ đồng đã được trao đến tận tay các hộ nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi được số tiền nhà nước tài trợ này. Tôi cũng rất là cảm ơn nhà nước, với lại cảm ơn cái đoàn tài trợ. Tôi sẽ sắm sửa tiết xong lại mua ít quà để ăn Tết. Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trước thêm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà Tết. Trực tiếp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã đi thăm hỏi chúc Tết, thể hiện sự quan tâm chăm lo đến hộ nghèo, đối tượng chính sách. Cùng với đó, nhiều hoạt động chăm lo Tết được cấp ủy chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân triển khai, góp phần mang Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Các cấp, các ngành thì đã chủ động phối hợp với các cá nhân, các cái tổ chức, các cái mạnh thường quân để như vậy là huy động các cái nguồn lực, cả quà, cả bằng tiền mặt để như vậy là hỗ trợ cho các cái hộ nghèo, người có công, triển khai, tổ chức thực hiện xuống các huyện và chỉ đạo, yêu cầu chỉ đạo xuống các xã, đảm bảo làm sao ấy là những người hộ nghèo, những gia đình người có công cách mạng cơ bản là có quà để như vậy là đón một cái xuân Tết Nhâm Dần đầm ấm, đủ đầy hơn. Quỹ Thiện Tâm có tài trợ đến tỉnh Điện Biên của mình là 5.000 xuất quà, cụ thể là huyện Mường Nhé của mình thì là 800 xuất quà. Thì bữa hôm nay là ngày thứ hai trong lịch trình 3 ngày trao quà tại địa phương. Phần quà thì trị giá tiền là 600.000 đồng. Thì cũng cơ bản sẽ trang trải cái phần Tết, sinh hoạt Tết cho bà con thêm đủ thêm đầy. Tỉnh cũng đã rà soát và hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho gần 5.600 hộ trên 23.000 nhân khẩu với khoảng 348 tấn gạo. Cùng với đó, hơn 1.000 ngôi nhà đã được hoàn thành bàn giao trước Tết Nguyên đán, giúp hộ nghèo huyện Điện Biên Đông đón Tết ấm cúng trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Trước thì căn nhà nó cũng nhà bé thì mưa nó sập trời vào bên căn nhà bé. Xong mẹ con tôi rất là khó khăn. Giờ thì cũng được một căn nhà đẹp rồi, nhà nước công an hỗ trợ. Ba mẹ con tôi rất là cảm ơn. Tết năm nay thì có nhà mới ở rồi. Những phần quà Tết thiết thực ý nghĩa được trao tặng là nguồn động viên rất lớn đối với người nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo cho mọi người dân ai cũng có Tết. Qua đó góp phần động viên, tạo điều kiện giúp họ có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có lẽ sẽ là một cái Tết đặc biệt đối với mỗi người dân ở xã biên giới Sipafin của huyện Nậm Pồ, nơi từng được coi là tâm dịch Covid-19 khoảng thời gian giữa năm 2021 của tỉnh Điện Biên. Năm cũ qua đi,
ước vọng năm mới của người dân nơi đây cũng thật giản dị, đó chính là một cuộc sống bình an trọn vẹn, một cái Tết đầm ấm yên vui. Trung tuần tháng 5 năm 2021, xã Sipafin được xác định là tâm dịch COVID-19 của tỉnh Điện Biên. Toàn xã bị phong tỏa để khoanh vùng dập dịch. Hơn 1.300 trường hợp F1 và trên 2.000 trường hợp F2 phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Giờ thì mọi người đều đã được quay trở lại với gia đình, với bản làng quê hương để lao động sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Họ đều cho rằng mình thật sự may mắn, bởi họ đều được bình an và được đón Tết trong niềm vui đoàn viên. Tết năm nay thì nói chung là cũng sung túc được bằng Tết mọi năm, nhưng mà cũng nhờ sự giúp đỡ của bà con trong làng thì cũng sẽ duy trì được cái Tết ấm no, Tết mọi năm. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn đã đến thăm hỏi tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do COVID-19, đảm bảo hộ gia đình nào cũng được đón Tết an vui. Huyện cũng đã lồng ghép với lại các cái chương trình, các cái nội dung từ hỗ trợ của các nhà hảo tâm, từ các cái nguồn ngân sách của huyện đấy, thì sẽ tổ chức đấy là hỗ trợ cho các cái trường hợp này, phải làm cho những trường hợp này có một cái Tết thật là vui vẻ và không bị bỏ lại phía sau. Cùng với sự quan tâm của cấp trên, của các nhà hảo tâm, thì tinh thần tự lực của người dân Sipafin cũng thực sự đáng quý. Trong gian khó mới thấy hết nghĩa đồng bào, điều đó có thể cảm nhận trọn vẹn ở xã biên giới Sipafin ngay tại thời điểm này khi mà mùa xuân mới đã về. Những hội viên trong bản mà hội viên khó khăn ấy, thì chúng tôi cũng luôn luôn quan tâm, tham gia và góp, ví dụ như là góp gạo này, những chị em nào khó khăn quá thì hội chúng tôi là kêu gọi các chị em có kinh tế khá giả hơn là góp gạo cho những hội viên nào khó khăn ấy, để cho chị em có tinh thần lao động sản xuất trở lại bình thường và cho các chị em có đón Tết vui vẻ hơn. Trải qua một năm nhiều biến cố, người dân ở xã Sipafin càng thêm trân quý những giá trị của sự bình an. Năm mới sang, ước mong lớn nhất của người dân nơi đây đó chính là sự bình an cho cả cộng đồng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về đối với vùng đất Sipafin, nơi đã từng được coi là tâm dịch COVID-19 của tỉnh Điện Biên. Và người dân nơi đây thì có lẽ năm nay sẽ được đón một cái Tết rất là đặc biệt khi mà trải qua một biến cố trong cuộc đời của mình, đã được trở lại với gia đình, được trở lại với người thân để đón một cái Tết sum vầy. Đối với người dân nơi đây thì đó cũng chính là một hạnh phúc, và có lẽ đây là cái Tết đặc biệt mà mỗi người dân ở vùng đất Sipafin này sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Thưa quý vị và các bạn, do có sự chủ động nguồn hàng từ ngành công thương và các địa phương doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nên hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được đáp ứng, không xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu hàng, chất lượng hàng hóa cũng được đảm bảo. Ghi nhận không khí mua sắm trong ngày 28 tức 29 Tết Nhâm Dần tại thành phố Điện Biên Phủ của nhóm phóng viên thời sự. Ngày 28 Tết, không khí mua sắm hàng hóa của người dân ở nhiều tuyến phố, các chợ, siêu thị rất nhộn nhịp. Hiện mặt hàng ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất là hoa, cây cảnh với mức giảm từ 20 đến 30% so với những ngày trước đó. Bán phục vụ bà con đến sắm ngày Tết đến nơi rồi, hôm nay là ngày cuối năm rồi thì sắm để phục vụ cho Tết Nguyên đán mình cho nó được vui, đón xuân cho nó được phấn khởi. Nếu mà mấy ngày trước thì có thể là bán giá cao hơn một chút, nhưng mà ngày cuối năm thì cũng bán liên phiên đi thôi. Vâng. Cũng bán giảm giá để cho thứ nhất là người bán hàng về ăn Tết sớm, thứ hai là bà con cũng được cây hoa chơi xuân, được giá cả nó phải chăng thì cũng vất vả hơn. Trái ngược với thị trường hoa cây cảnh, tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh, giá các loại thực phẩm rau xanh và hoa quả đều tăng. Trong đó thì lợn nạc, mông sấn, xương sườn tăng từ 10 đến 30.000 đồng một kg. Giá các loại rau củ như su hào, súp lơ, các loại cải, rau thơm tăng từ 3 đến 5%. Các loại trái cây phục vụ cúng lễ như bưởi, cam, xoài, chuối, thanh long cũng tăng giá từ 5 đến 15% so với những ngày trước đó. Hôm nay là ngày cuối năm thì nói chung là tất cả mọi người dân đều phải đi sắm về để ăn Tết.
dân đi mua sắm rất là đông đủ. Giá cả tất loại hoa quả thì nói chung vào ngày Tết là phải nhích giá hơn những ngày thường một chút. Bây giờ là bưởi thắp hương là 60.000 một quả, đến 70.000 một quả. Xoài cát chu là 50.000 một cân. Còn tất cả các loại nói chung là giá cũng nhích hơn là giá ngày thường một chút. Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân đến hết ngày 29 Tết và mở cửa trở lại phục vụ sau Tết sớm. Qua đó, góp phần hạn chế tâm lý mua tích trữ hàng hóa của người dân. Dự kiến nhu cầu và giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các chợ dân sinh giá có thể tiếp tục tăng vào buổi sáng ngày 29 Tết. Giá các mặt hàng khác ổn định, giá cây cảnh tiếp tục giảm. Năm 2022, tỉnh Điện Biên phấn đấu tăng thêm gần 500 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp so với năm 2021. Trong đó, công nghiệp khai thác phấn đấu đạt 130 tỷ đồng, công nghiệp chế biến phấn đấu đạt trên 2.800 tỷ đồng, phấn đấu công nghiệp sản xuất phân phối điện đạt 470 tỷ đồng và công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải đạt 52 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 theo giá so sánh năm 2010 phấn đấu đạt trên 3.460 tỷ đồng. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Điện Biên định hướng tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ vào những lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, trong đó ưu tiên tập trung hỗ trợ vào các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp địa phương nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các mục tiêu chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thời điểm cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng, kéo theo đó là số người nhập viện do say rượu bia gây tai nạn giao thông hay ngộ độc rượu cũng tăng cao hơn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau gần 2 ngày sử dụng rượu liên tục khiến cho anh Lường Văn Kiên, bản Him Lam 2, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ phải nhập viện trong tình trạng suy gan, suy thận, suy tim, nguy cơ tử vong cao. Sau khi được hồi sức tích cực và lọc máu liên tục, hiện anh Kiên đã qua giai đoạn nguy kịch. Đây không phải là trường hợp duy nhất và hiếm gặp mà khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận mỗi dịp Tết Nguyên đán. Anh em họ hàng tụ tập thì sau một ngày, hơn ngày uống rượu thì thấy, cảm thấy cơ thể nó mệt mỏi, buồn nôn, nôn thốc nôn tháo. Xong may được đến đây với các anh bác sĩ tận tình giúp đỡ mới được hồi được như thế này. Sau cái vụ này thì chắc có khi cũng bỏ rượu luôn. Trường hợp của bệnh nhân Cầm Việt Tùng, 15 tuổi, trú tại huyện Mường Ảng. Sau khi uống rượu, Tùng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Điều này cho thấy rượu không chỉ gây ngộ độc cấp tính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, gây loạn thần, thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vẫn biết những tác hại do lạm dụng rượu gây ra, song thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu vẫn gia tăng. Trên địa bàn mình thì chủ yếu là dân tộc thiểu số là nhiều. Thường xuyên là trong những ngày Tết này, trước Tết là mọi người đã nghỉ và đã bắt đầu có tình trạng uống rượu tăng lên. Đấy, nên là trong cái thời điểm Tết này thì cái tình trạng mà những bệnh nhân vào do ngộ độc rượu bia này, ngộ độc thực phẩm là sẽ tăng lên tương đối là nhiều, nhất là những ngày cận Tết và những ngày trong thời điểm Tết. Những người mà ví dụ sau uống rượu mà gây ra tình trạng nôn nhiều, hôn mê các thứ, tình trạng mệt mỏi quá nhiều thì tốt nhất là nên đến cơ sở y tế sớm nhất có thể để tránh những tình trạng mà đến quá muộn thì nó sẽ gây ra một tình trạng biến chứng nặng nề là một cái trụy tim mạch và gây ra suy đa cơ quan, suy thận, suy gan rất chi là nặng nề. Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vẫn tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc rượu. Ngộ độc rượu có hai loại, gồm ngộ độc ethanol và ngộ độc methanol. Đa số các trường hợp vào cấp cứu tại bệnh viện là ngộ độc ethanol. Ngộ độc rượu gây ra nhiều mức độ nguy hại cho sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Yếu tố phòng bệnh thì là cái quan trọng hơn là cái việc chữa bệnh. Đấy, thế nên là trong cái thời kỳ Tết để đảm bảo nhất là cũng vẫn phải đảm bảo sức khỏe. Những trường hợp uống rượu thì tốt nhất là nên đảm bảo là trước khi uống là tốt nhất là nên ăn no và sau khi uống ăn no và được nghỉ ngơi. Đấy là những cái tốt nhất có thể cho những người trong dịp Tết thì mình không thể tránh khỏi được cái việc là chúc nhau bằng chén rượu. Đấy, thế nên là cố gắng là đảm bảo an toàn là tốt nhất. Để đảm bảo sức khỏe đón Tết vui xuân an toàn, người dân nên hạn chế sử dụng rượu, tuyệt đối không sử dụng rượu có pha cồn công nghiệp, rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khi thấy có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ sau vài tiếng uống rượu, đặc biệt là tình trạng nôn chớ, người dân cần tới ngay các cơ sở y tế để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.